Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Cảm ơn cô bác anh chị em đã quay lại với tiệm máy Tư Hòa Hảo của em. Thì em cũng cảm ơn cô bác anh chị em thời gian qua đã theo dõi kênh của em và đăng ký ủng hộ để theo dõi những cái video em đăng lên đó. Và cũng có rất nhiều cô bác anh chị em mua động cơ bên em nha. Tiếp tục hôm nay thì em quay cho cô bác anh chị em tham khảo động cơ Giang Ma. Giang Ma này 4T100 quá chị em. 4T100. 4T100 này thì nó dòng tua của nó 3000, 72 PS có chị em. 72 PS. Thì cái nó dao động và cái máy này thì nó từ 72 tới 75. Ngựa quá chị em. Dòng tua của nó 3000. Cục máy này nó rất là mới quá nha em, mới tinh luôn. Có anh em nhìn thấy nè, bô lửa nè, khủng khiếp, quá mới luôn quá nha em. Cục này thì nó đang mang cái củ đề là 24V, 24V quá nha em. Cục đề này nó có cái đề le đề, nó bảo vệ cho cái cốc đề này rất là bền. Nó có chân máy đầy đủ quá chị em. Đây nó cũng có cái lỗ để chờ bắt bơm. Bên đây thì nó không có cái dimo sạc nha. Thì mấy cái dòng máy này thì máy phát điện này thì nó không có cái dimo sạc. Thì cô bác chị em mua thì em sẽ đấu dimo sạc vô. Thì cô bác chị em muốn xài 12 thì gắn sạc vấn đề 12. Nhưng mà zin của nó nguyên bản là 24. Động cơ này xuất sắc quá chị em. Như là máy mới luôn quá chị em. Quá đẹp. Cơ này heo đứt cơ quá chị em, không phải đứt điện nha. Em gắn cái đồng hồ tua vô quay. Em gắn cái đồng hồ tua vô cho quán chị em. Để cho quán chị em xem luôn nha. Đây nó 4T100. Quá mới quá chị em ơi. Máy này cực kỳ mới luôn. Máy tinh, nó gần như máy thùng quá nha em, nó gần như máy thùng luôn. Hôm nay cũng nhiều quá chị em hay hỏi cái máy 4T100 á, mấy cái động cơ này thì nói chung lâu lâu được cái mấy chị em, tại vì mấy cái máy mà xuất sắc á thì nó nói chung là hiếm lắm mấy chị em, giá thành nó cũng cao. Cho nên là lâu lâu em mua được một cái. Máy này thì nó tất cả nó đều cực kỳ hết. Nó giống như máy mới luôn. Nó mới chạy có 2 giờ thôi. Nhưng mà nó bị lỗi một cái là ở đây nó bị lủng. Bị cắn ở chỗ này. Nó cắn bể chỗ này là em mới hàng lại quá nha. Hàng xong em xịt nó sơn bạc nè. Nó cắn ở chỗ này. Em xịt nó sơn bạc đây. Bị cắn bể đây nè. Đó. Lúc mình mua thì nó chưa có bể, chưa có bị nứt. Mà lúc mình chở về đó, mấy cái chân máy nó cọ nhau á, nó cắn vô đó là em hàng lại rồi. Chỉ nhiều thôi nha cô bác chị em. Còn tất cả là mới ken. Thì em quay cận cảnh từ chi tiết cho cô bác chị em xem. Có đôi khi cô bác chị em mà mua qua điện thoại của bác chị em hoặc tivi á, bữa nay không có nhìn thấy rõ được cho nên em quay cận cảnh từ chi tiết. Thì báo cáo của bác chị em là nước sơn là nó không bị dốc miếng nào hết. Này chút xíu thôi. Nó chỉ có cái là nó bị nứt cái cà te, em hàng lại rồi. Ở đây thì nó có cái quan để xả nhớt đây nè. Chung máy này rất là mới quá nha, nó tinh luôn. Mấy mùa lon chân nền và khè. Quá mới. Hôm nay cũng có nhiều anh em hay hỏi cái 4T100 không có chụp bô đó. Thì hôm nay em có đem về. Thì em đang còn cũng chụp bô cũng có. Không chụp bô cũng có nha. Tùy cô bác chị em muốn xài cái loại nào thì cô bác anh chị em ủng hộ cho em loại đó nha.
Máy này thì động cơ như máy này thì chất lượng của nó là như là giống như là 99% luôn rồi, nó mới chạy có 2 giờ thôi. Còn chỉ có cái là cặp te em bữa em chở về nó bị cấn, nó máp cho nó bị cấn cho đó, em hàn lại rồi. Bây giờ em test máy cho quán chị em tham khảo nha. Là chuẩn luôn anh em, cực kỳ luôn. Quá đỉnh quá anh em, cực kỳ luôn, như máy mới luôn quá anh em, quá xuất sắc. Nói chung là động cơ nó đẹp thì nó đẹp hoàn hảo từ cái chi tiết nhỏ mà nha, từ cái lượt dầu nè, các bác em thấy không, từ lượt dầu nè, từ những cái đầu để dặn cái co bét, từ cái bát ga, từ cái nói chung là tất tật là nó phải hoàn hảo toàn bộ nó, chứ còn mà chỗ mới chỗ cũ thì mình cũng không nắm được như thế nào đó. Tuyệt đối là nó phải không được dặn mấy cái co dầu này, mà mấy cái máy mà nó dặn mấy cái co này ra ngoài rồi là mình không hiểu sao nha, nó dặn ra ngoài rồi là nó không, mình không biết làm sao mà dặn bỏ ngoài, hoặc là không biết làm sao mà ta dặn ra để làm gì. Zin nguyên bản là phải còn nguyên bản đó. Động cơ 4T100 72 PS dòng tua 3000. Thì cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì ủng hộ cho em động cơ này. Còn nếu như cô bác chị em muốn độ chục bô thì bên em sẽ là lãnh độ chục bô cho bác chị em, thì giá nó sẽ rẻ hơn cái con máy mà nó có chục bô nguyên thủy. Con máy có chục bô nguyên thủy thì giá nó sẽ cao hơn con máy mà mình độ chục bô cô bác chị em đó. Máy độ chục bô thì giá nó sẽ thấp hơn. Đây bộ lon mới, quá mới luôn, cực kỳ luôn đó. Cực kỳ quá cho em, như máy mới luôn nha, khủng khiếp. Nói chung là bên em lựa chọn những cái con máy mà nó mới như thế này nè, về bán cho quán chị em xài cho nó bền. Dán đồng hồ tua ra con. Bên đây thì anh em cũng đang vệ sinh một cái con là Isuzu. Isuzu này là 4G. Thì 4G này nó có dung tích là 95, lòng xe lên 95. Động cơ này đời rất là cao. Động cơ này là đời đâu rồi, cái đời nãy em mới giờ 2011, đời 2011 của anh em, đời 2011, đời rất là cao nha. Đó. Dòng tua của nó là 2100, 40.9 kW là cái mức ga có chút xíu nè, nó chút xíu là nhiêu đó, thành ra là máy này là chuyên cho cơ giới. Đó. Thì bữa để mấy ông anh này rửa xong là hoàn, cái mai em quay lên cụ thể hơn và test máy luôn. Bây giờ thì em quay trở lại với cái con máy 4T100 này. Đó, 4T100 quá mới quá chị em ơi. Ở đây. Quá đẹp. Cực kỳ luôn. Đó. Động cơ này thì cô bác chị em có thể đặt lên máy cài Suga hay là các kiểu máy cài gì đó, hoặc là kéo phát điện, hoặc là chạy máy cổ, hoặc là chạy ghe, chạy tàu, nó chạy cái gì cũng được hết. Tại vì nó mới, nó đẳng cấp rồi thì cô bác anh chị em xài rất là bền, cho nên là cho dù đặt một vị trí nào đó nó cũng rất là ok.
cái trong này mới ghê hồn không, cực kỳ luôn, như là con như là một con máy mới luôn quá chị em, mới nè, ghê không? Em thì thích bán những cái con máy mà nó mới như thế này nè, bán về quá cho em chài đã lắm, chài thời gian rất là lâu, mình không có phải bị điện gọi là nói này nói kia, còn mấy con máy mà nó kém chất lượng á, bán cho quá cho em xài, nói chung là độ bền không có, rồi đâm ra mình bị mất uy tín đó quá cho em, đó. Thì lúc anh em ta mua thì ta cũng chấp nhận đó, nhưng mà khi mà anh em người ta xài rồi mở công tơ mét đó con. Khi người ta xài rồi một vài tháng cái nó đổ hơi này kia nọ, cái của anh em ta buồn phiền mình lắm, cũng rất là tội. Vì thế cho nên là bên em lấy những con máy chất lượng như thế này không, cho nên giá nó hơi cao chút xíu quá chị em, nhưng mà bù lại độ bền nó rất là cao. Thì video này em cũng cảm ơn quá chị em rất là nhiều đã nhín thời gian để xem video của em, và cũng có rất nhiều của anh em mua máy bên em đó, thì em rất là mang ơn và xin chúc quá chị em được sức khỏe, được thành công trên mọi lĩnh vực, và cô bác chị em mua bán kinh mua bán máy móc như bên em và các ngành nghề khác được mua nhanh bán nhanh. Xin chào và em hẹn gặp lại video tiếp theo.